Xin chào tất cả mọi người, em là Hùng, học sinh lớp 9A trường Trung học cơ sở Dân Hòa. Chắc hẳn các bạn đã từng một lần trải qua vị đắng của cuộc sống, lâm vào những tình huống, hoàn cảnh tuyệt vọng, bế tắc và không biết chọn đi lối nào. Và dường như mọi dự định, mọi ước mơ đều sụp đổ, không còn điểm tựa. Cảm thấy hụt hẫng và không muốn làm gì, chỉ có ý nghĩ chấm dứt, buông xuôi đi nỗi buồn. Những lúc như vậy, hẳn như chúng ta cũng cần một động lực để đứng lên. Và em cũng như vậy. Em đã từng tìm cho mình những cuốn sách về cuộc sống nhằm khắc phục những hạn chế và đưa ra cho mình những bài học kinh nghiệm, cho đến khi em tìm được cuốn sách Hạt Giống Tâm Hồn. Cuốn sách đã làm không ít người thức tỉnh về bài học cuộc sống, đem lại sự đồng cảm cho nhiều người. Hạt Giống Tâm Hồn, một cuốn sách nổi tiếng về các câu chuyện nghệ thuật sống và giá trị đạo đức được công ty First New Chí Việt góp mặt, sưu tầm. Bộ sách là nguồn cảm hứng và là sự thúc đẩy con người vươn lên trong mọi nghịch cảnh, chiến thắng chính mình và xứng đáng với phẩm chất của mình. Cuốn Hạt Giống Tâm Hồn có một câu nói của Oprah Winfrey rằng cuộc sống luôn chứa đựng những nỗi đau mà ta không thể nào đoán trước được. Thế nhưng hãy tin rằng mọi chuyện buồn đều lướt qua chúng ta rất nhanh như một đoạn phim ngắn. Cuốn sách đem lại nhiều cảm xúc cho người đọc. Mỗi người sẽ có những cảm nhận riêng về cuốn sách. Riêng em, sự kiên cường, ý chí vươn lên, chống lại chông gai của từng nhân vật trong cuốn sách là cảm nhận của em từ họ. Hạt Giống Tâm Hồn là cuốn sách viết lên những bài học quý giá dành tặng cho những người đang phải đối đầu với những thử thách mà cuộc sống đem lại. Là người bạn tâm sự sát cạnh bên ta mỗi khi nỗi buồn ập đến, cũng là quyển sách lấy đi những giọt nước mắt đầy cảm xúc trong trái tim người đọc. Em dường như đã hiểu thêm về cuộc sống này. Có những người bất hạnh và đau khổ hơn ta, nhưng khi họ tin và họ đang thấy những điều kỳ diệu, và họ sẽ tiếp tục cố gắng. Cuốn sách như một trang mở đầu trong em, biến em từ con số 0 và biết đứng lên dần mỗi khi vấp ngã. Ngoài cảm nhận về cuộc sống, em đã biết thêm cho mình những bài học quý báu. Trước đó, em đã đặt ra hàng trăm lý do, hàng trăm câu hỏi làm sao để dẫn đến thành công và làm sao để chọn được con đường tương lai tốt nhất. Hầu hết, những lý do đó không có câu trả lời và không có cách giải quyết. Nhưng đến giờ, em đã tìm thấy câu trả lời trong Hạt Giống Tâm Hồn chỉ bằng hai chữ: nỗ lực. Hạt Giống Tâm Hồn như một phép màu kỳ diệu mách chúng ta đi gặp phải thử thách. Những khó khăn tưởng chừng như không vượt qua, nhưng chỉ cần có ý chí và niềm tin, bạn sẽ vượt qua những khó khăn đó và chạm đến đích thành công. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, nếu chúng ta mang một sức mạnh gạt đi những giọt nước mắt đau khổ để đứng dậy, sẵn sàng đối mặt với những khó khăn đó, thì ta sẽ nhận được ra rằng đằng sau những giọt nước mắt đó vẫn còn một niềm vui và hạnh phúc. Và trái lại, nếu dễ dàng vứt kiếm buông xuôi thì ta chỉ nhận được những thất bại song song với những nỗi buồn ám mãi không buông. Có những lúc em đã thất bại và muốn buông xuôi, nhưng rồi em đã cố gắng bước lên vì Hạt Giống Tâm Hồn mang cho em sức mạnh vi diệu ấy. Hạt Giống Tâm Hồn, cuốn sách mang lại niềm tin cho mọi người và đem lại phần nào thành công cho chúng ta, giúp ta thấy được giá trị của cuộc sống. Cảm ơn Hạt Giống Tâm Hồn, cuốn sách giúp em nhận thức đúng về giá trị bản thân và là nguồn động lực để em tiến tới thành công. Em xin dừng lại tại đây, rất mong được sự ủng hộ của mọi người. Xin chân thành cảm ơn.